Chào mừng quý vị và các bạn đến với video clip mới nhất của LTK Bonsai. Hôm nay mình đi đến điểm bán cây kiểng Lợi Nguyên ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Giới thiệu cho quý vị các bạn một clip về những cây kiểng về ngày 25 tháng 4. Rồi Lợi ơi. Rồi, chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay em có giao lưu về một số cây kiểng như là hồng ngọc mai, mai chiếu thủy và siro và cây thần kỳ. Rồi, em tên là Lê Đức Lợi, ở khu vực ở là khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0772 877278. Đó là số Rồi. Zalo và Facebook luôn nha bà con. Đây Cây là số cây số 1. 1 là cây hồng ngọc mai. Đây, hồng ngọc mai mini để bàn nha, con rất đẹp luôn, bông rất thơm. Đây, có bộ đế nơm là rất là quái luôn. Đây, chiều cao là 18 tới mặt bầu. Đây, đem đo cái vành cũ của nó này đi. Rồi, vành cũ của nó là 10 16 nha bà con. Rồi, cái này có giá là 400k, cây thần chậu nha bà con, cứ yên tâm. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây là cây số 2, cũng là cây hồng ngọc mai, đang ra bông ra nụ rất nhiều luôn. Đây, chiều cao là 26, vành bằng ngón tay của em thôi nha bà con. Đây, vành đế rất là bự, rất đẹp luôn. Đây, đế nơm rất đẹp luôn, cây thần chậu. Rồi, cái này có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này chơi tiểu cảnh rất đẹp nha bà con. Đây là cây số 3, cây lùng lực đế nơm luôn, đế một cục rất đẹp luôn. Rồi, chiều cao là 15. Đây, cái vành đế về thăng cũng bằng ngón tay cái của em thôi nha bà con. Đây, đế nơm. Rồi, cái này có giá là 500k luôn, bao ship toàn quốc, ship chậu cho bà con luôn nha. Đây là cây số 4A, cũng là một cây hồng ngọc mai, có cái đế, có cái thăng lắc lượng rất là quái luôn. Rồi, chiều cao là 19, vành cũng bằng ngón tay của em thôi, tay cái thôi. Rồi, cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này để bàn là có mùi thơm, là rất thơm. Cây số 5A. Đây, Có cái này chậu có luôn nụ. đó lại Rồi, cái này ship chậu luôn chứ Tuấn ơi. Rồi, chiều cao là 30. Đây, vành thân có bằng ngón tay thôi. Đây, đế nơm rất đẹp nha bà con. Đây, thân một cốt. Rồi, cái này cũng có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 6A. Đây, đế rất đẹp, thân lắc lượng luôn, có nụ rất nhiều. Rồi, chiều cao là 20, vành thân cũng cỡ ngón tay của em trở lại thôi nha, đế nơm. Rồi, cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc, bao sống cho bà con luôn nha, cứ yên tâm. Đây là cây số 7A. Đây, cái này nụ rất nhiều luôn. Đây, chiều cao là 20, vành thân vẫn còn ngón tay em thôi. Rồi, cái này thần chậu nha bà con, cứ yên tâm. Cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 8A. Đây, cái này có dáng lùng lực, đế nơm rất đẹp luôn. Đây, đế cái vành thân nó bự hơn ngón tay luôn, cái này đế rất đẹp. Rồi, cái này có giá là 500k, cây số 8A. 500k bao ship toàn quốc. Đây, em về có một số cây mai chiếu thủy kim giòn nha bà con. Đây, cái này có cái thân rất là quái, cây thần chậu rồi. Cái này có cái dáng là rất nghệ thuật luôn nha bà con. Đây, dặm kỹ nha bà con. Giống như là dáng long nhiều con, dáng long đang nằm vậy. Đây, chiều cao là 2, chiều dài là 21. Tán ngang là 10. Đây, cái này thần chậu nhiều con, về chơi rất đẹp luôn. Cao chắc cũng 10 luôn. Rồi, cao chúng con 10 hả? Rồi, cái này có giá là 1 triệu nha bà con. Cây số 9A. Rồi, ship chậu cho bà con luôn nha. Cây này có thân rất là nghệ thuật, rất đẹp luôn. Đây là cây số 10A. Cũng là một cây mai chiếu thủy kim giòn, đế nơm rất đẹp. Rồi, chiều cao tới mặt chậu là 16, tán ngang là 17. Đây, vành thân là 11 rồi nha bà con. Rồi, cái này có giá là 700k, cây số 10A, bao ship toàn quốc cho con, ship chậu luôn nha. Đây là cây số 11A, cũng là một cây chiếu thủy kim giòn, bonsai mini để bàn rất đẹp luôn. Rồi, chiều cao 20, tán ngang cũng 20 luôn. Đây, vành thân chắc cũng có 10, 12. Rồi, cái này cũng có giá là 700k luôn, bao ship toàn quốc, cây số 11A. Đây là cây số 12A. Cũng là một cây mai chiếu thủy, cái này lá chung nha bà con. Đây, đế người ta đã sắp đều từ nhỏ hết rồi, đế nơm rất đẹp. Rồi, chiều cao là 18, tán ngang 18 luôn. Đây, vành thân của nó là 11 nha bà con. Đây, đế nơm rất đẹp. Rồi, cái này cũng có giá là 700k luôn, cây số 12A. Đây, cây số 10, 13A. Một cây chiếu thủy kim giòn. Đây, đế đều rất đẹp. Chiều cao là 15,
tán ngang là 14. Đây. Đấy đều bốn mặt luôn. Hoành là 15 nha bà con, 16 yếu cũng 15 thôi. Rồi, cái này có giá là 800k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này về bà con tỉa là vô dây theo ý thích của mình nha bà con. Để bàn chơi bông rất thơm luôn. Rồi, cây số 14A. Chiều cao là 15. Tán ngang 15 luôn. Đây, lế lụng lực. Đế chảy đều bốn mặt luôn. Rồi, hoành chỗ này là vị trí này là 15 yếu 14 thôi nha bà con. Rồi, cái này cũng có giá là 700k. Bao ship toàn quốc luôn. Đây là cây số 15A. Cây lá chung nha bà con. Đây, có dáng bài rất đẹp luôn. Đế đều luôn. Rồi, chiều cao là 15. Tán ngang là 19. Này. Hoành thăng. Này có dáng bài rất đẹp luôn nha. Hoành thăng cái đó là 17 yếu như 16 đó nha bà con. Rồi, cái này có giá 800k cây số 15A. Cái này để bàn có bông là thơm. Rất thơm. Đây là cây số 16A. Đây, nó dáng lùng lực luôn. Ghế bự bự không? Đây, chiều cao là 16. Tán ngang 16 luôn. Đây, ghế bự bự không nha bà con. Hoành thăng này to, lùng lực. Rồi, hoành vị trí này là 20 nha bà con. Rồi, cái này cũng có giá là 800k luôn. Bao ship toàn quốc cây 16A. Đây là cây số 17A. Đây. Tàn nắm rồi. Rồi, chiều cao là 21. Tán ngang là 17. Đây. Đấy là thành thân lùng lực luôn. Hoành là 14 yếu xíu nha bà con. Rồi, cái này cũng có giá là 700k cây số 17A. Bao ship toàn quốc, ship chậu vô con luôn nha. Đây là cây số 18A, cũng là cây chú thủy kim giòn nha bà con. Cây này có phong cao rất đẹp luôn. Chơi tiểu cảnh rất đẹp nha bà con. Chiều cao 29. Tán ngang là 28. Đây, có phong rất đẹp luôn. Rễ là cũng đều luôn. Rồi, hoành là 15 nha bà con. Rồi, cây này có giá là 18A, có giá là 700k. Bao ship toàn quốc luôn nha. Cây đó thần chậu rồi, bà con yên tâm. Đây, em có một số cây linh sam độc biến cẩm thạch nha bà con. Em bảo đảm cho bà con là lá cẩm thạch. Đây, ra bông rất đẹp, rất thơm luôn. Rồi, chiều cao là 20. Chiều bay nó là 21. Đây, có hoành thân rất là quái. Rất là quái dị nha bà con. Đây, cái hoành của nó là 11 yếu nha bà con. Cũng như 10 thôi. Rồi, cây số 19A có giá là 400k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Ship chậu luôn. Đây, cây số 20A cũng có thân nằm rất quái luôn. Rất quái dị, rất đẹp nha con. Cẩm thạch, nó đột biến cẩm thạch. Cao là 21. Rồi, tán ngang vị trí này đi. Là 19. Đây, mày đo tổng cái hoành cũ đó đi chứ. Không biết đo làm sao. Rồi, hoành cũ nó là 28 nha bà con. Thân rất quái, rất đẹp luôn. Rồi, cây số 20A có giá 500k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây, cây số 21A. Có thân lắc rất đẹp. Cũng là đột biến cẩm thạch luôn. Chiều cao là 24. Đây. Hoành của nó. Hoành của nó là 12 nha bà con. 12. Rồi, cây số 21A cũng có giá 400k luôn. Bao ship toàn quốc, có thân rất là quái dị. Đây, cây số 22A cũng có thân hoàng hoè quá giống như con sâu vậy. Đây. Chiều cao là 22. Hoành nó này chắc 78 vậy. Rồi, hoành có 8 nha bà con. Cây số 22A cũng có giá là 400k luôn. Mấy cái này đều thường chậu hết nha bà con, cứ yên tâm. Đây, cây số 23 có dáng hoàng hoè rất quái luôn, dáng bay. Đây, chiều bay là 32. Hoành của nó là 8, yếu xíu. Đây, có nơi nụ rất nhiều con, cái này chuẩn bị ra bông. Rồi, cây số 23 có giá 400k luôn, bao ship toàn quốc. Đây, cây số 24A cũng là cây rất là quái dị luôn. Linh sam đột biến cẩm thạch. Đây, chiều cao là 26. Hoành của nó chừng 78 thôi nha bà con, với lại thôi. Cái này nè. Rồi, cây số 24A cũng có giá 400k luôn. Bao ship toàn quốc, ship chậu cho bà con luôn nha. Cây số 25A cũng là một cây là linh sam đột biến cẩm thạch. Đây, thân nằm rất quái luôn. Chiều cao là 25. Cái này chơi bonsai rất đẹp nha bà con. Hoành của nó là 10 yếu nha bà con.
Rồi, cây số 25A có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây em có về mấy cây siro đang mang trái rất nhiều nha bà con, rất đẹp luôn. Trái nó có thể ăn được, nấu nước là dùng cây siro của mình nha bà con. Rồi, đó là chiều cao của chiếc này đi. Cao là 90. Tán ngang là 50. Đây, trái rất nhiều luôn nha bà con. Hoành thân của nó khoảng 90 trở lại thôi. Rồi, cây này thần chậu bà con cứ yên tâm. Cây số 26A. Rồi, cây này có giá là 1 triệu mốt nha bà con. Cây siro rất đẹp luôn. Chơi bonsai rất đẹp, trái ăn được luôn. Đây, một cây siro số 26A, cây thần chậu. Cây số 27A đang ra bông, chuẩn bị ra trái luôn. Rồi, chiều cao là 100. Tán ngang vị trí này là 62. Đây, cây thân này hoành này hơi bự nha bà con. Hoành này cũ lùng lực, bự bằng bắp ngón tay em vậy đây. Có 13 và 4. Rồi, cái này có giá là 1 triệu 2, cây số 27A. Cây thần chậu bao ship cho bà con luôn. Đây, cây số 28A. Cũng là một cây siro luôn. Cây này cũng trái rất nhiều, rất đẹp luôn. Rồi, chiều bay là 110. Tán ngang là 58. Đây, hoành thân cũng cao 90. 90 trở lại luôn, cây thần chậu bà con yên tâm. Bao sống cho bà con luôn nha. Cây số 28A. Rồi, cây này có giá là 900k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, em có một cặp là cây ngâu. Cây ngâu người ta đã sửa đế từ lúc nhỏ nha bà con. Từ lúc nằm chậu. Cây này thần chậu cũng lâu rồi. Cây này cũng cả mấy năm rồi. Rồi, đem ra chiều cao. Rồi, chiều cao là 69. Tán ngang 25. Hoành thân gần 78 trở lại à. Đây, có củ đế rất đẹp luôn. Ta đã nuôi từ nhỏ. Rồi, cây này có giá là 29A. Có giá là 500k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây này có bông màu vàng rất đẹp. Bông màu vàng, bông dài. Về bà con vô dây sửa giùm em nha, theo ý thích của mình nha. Rồi, chiều cao là 45. Tán ngang 28. Đây, củ đế rất đẹp luôn. Còn mèo giống như một con rắn. Cây số 30A rồi. Cây này cũng có giá là 500k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây ngâu. Đây, em có một số là có mấy cây thần kỳ thôi. Cây thần chậu và đế nôm rất đẹp luôn. Cây này trái ăn được, trái... nó có thể trị đường huyết áp nha bà con. Cao huyết áp rồi. Chiều cao 60. Tán ngang là 45. Đây, đế nôm rất đẹp luôn. Hoành thân của nó là 9 hơi yếu xíu. Cây số 31A. Đây, củ đế nôm rất đẹp. Rất quái rồi. Cây này có giá 400k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây thần kỳ. Đây, cây số 32. Cũng là cây thần kỳ luôn. Chiều cao là 52. Tán ngang là 45. Đây, đế nơm lên gắt quái. Hoành là 9. Đế gắt đẹp nha bà con. Cây này cái trái nó ăn là chúng ta ăn vào là ăn ớt. Nó không có cay và ăn chanh cũng không chua nha bà con. Có cái gắt là thần kỳ. Rồi, cây này cũng có giá là 400k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 33. Cũng là một cây thần kỳ. Chiều cao là 70. Tán ngang là 35. Đây, hoành thân gần 89 trở lại thôi. Củ đế rất đẹp. Rồi, cũng có giá là 400k. Một cây thần kỳ số 33. Số điện thoại của em là 0772 877278. Đó là số Zalo Facebook luôn nha bà con. Rồi, chiều cao là 65. Tán ngang là 45. Đây, hoành thân chúng ta này có 10 thôi, 19, 10 trở lại à. Đây, đế nôm rất đẹp luôn. Cũng có giá 400k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 35A. Cũng là cây thần kỳ. Rồi, chiều cao 68. Tán ngang là 39. Có bông nụ rất nhiều nha bà con. Đây, hoành thân nó 90. Đế rất đẹp luôn. 35A rồi, cũng có giá 400k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây, em chỉ còn mấy cặp quần mini thôi nha bà con. Một quần chơi để bàn. Quần bông màu tím nha bà con. Rồi, bông gì? Bông màu tím. Rồi, cao 39. Đây, hoành thân nó về đây. Nó hạ ok.
bông nó có cái chùm xuống. Ủa, nó 16 đó. Rồi, bông nó dài, bông thả dài. Thả xuống. Rồi, rất rồi. Đẹp luôn rồi. Cái này có giá là 150k. Này Quỳnh Hằng nha bà con. Có 36A. Đây là cây số 37A. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cao 35. Đây Quỳnh Hằng nói gì đây, cũ gì đây. Lúc tay của em à, 12. Rồi, cây số 37A cũng có giá là 150k luôn. Cây lục vừng. Đây, cây này có dáng lùng lực nha bà con. Cái này yếu nu dòm nó rất dễ thương. Đây, thăng nó về đây. Cây 38A cũng là cây lục vừng. Cây này cũng có giá là 150k, cũng là cây cuối clip nha bà con. Rồi, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cuối clip xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ em. Cảm ơn rất nhiều. Chào hẹn gặp lại. Rồi, chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những clip sau.